Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng cùng các bạn dồi dào sức khỏe và luôn nhiều thành công trong công việc và cuộc sống. Mong ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay mình lại có một siêu phẩm anh em. Hyundai HD99 đời 2017 máy cơ. Dòng Hyundai cho nhà máy Đô Thành Lắp Ráp là sản xuất. Tải trọng là 6 tấn rưỡi, thùng dài 5 mét nha anh em. Thùng bị bẹt, nở 5 bựng. Bốn hưởng bên hông, dòng bốn phía sau khá là xịn luôn. Nói chung là xe cực kỳ đẹp, cho anh em quý hàng các bạn có thể mua về để chở hàng hóa rất là tuyệt vời luôn. Nội ghế bầu da ba chỗ ngồi rất là sang trọng, hàng Hyundai này là Hyundai do Việt Nam lắp ráp nha, nhưng mà cũng là ba cục cầu máy hộp số. Nói chung là rất là xịn đó, anh em thích cái dòng mẫu xe tải Hyundai mà 6 tấn rưỡi đời 2019 máy à, sorry anh em, đời 2017 máy cơ xịn sò này, cứ liên hệ trực tiếp mình đến xem xe trải nghiệm lấy thử đó. Với mức giá mình đang dự kiến chào bán ra đi em siêu phẩm 6 tấn rưỡi đời 2017 niên hạn sử dụng đến 2042, Hyundai HD99 thùng mui bạc mở 5 bựng với chiều dài là 4m980 gần 5m, chiều ngang là 2m050 và chiều cao là 1m850 nha anh em. Tải trọng là 6 tấn rưỡi cho 1m850, chiều cao khối lượng toàn bộ là 9,9 tấn, khối lượng bên thân là 3 tấn 2. HD99 Hyundai với mức giá đang dự kiến chào bán cho anh em quý hàng của các bạn siêu phẩm này là 480 triệu. Và bao rút hồ sơ gốc cho anh em trực tiếp đi xem xe trải nghiệm lái thử. Thùng mũi bạc mở 5 bựng, nước sơn màu xanh khá là đẹp HD99. Thùng rất là chắc chắn sắt xi bao dày bao cứng. Nói chung một cái mẫu xe mà mua chỉ việc chạy thôi nha anh em, không cần phải làm gì thêm. Xe rất là đẹp và rất là chắc chắn và rất là khỏe khoắn luôn. Đường kính mâm là 16 inch, vỏ 7.5 nha anh em, vỏ lớn. Nước sơn màu xanh Hyundai HD99. 99 điểm khắc cửa trung tâm, vô lăng trợ lực nhẹ nhàng. Đó, ghế bọc da ba chỗ ngồi cực kỳ sang trọng, máy lạnh đầy đủ nha anh em. Mua và chỉ việc chạy thôi, không cần phải làm gì thêm. Hyundai HD99 đời 2017 niên hạn sử dụng đến 2042. Máy lạnh đầy đủ nha anh em, 5 số tiến 1 số lùi. Xe được 200 mấy ngàn km đó, xe được 200 mấy ngàn km. Táp bi táp lô cửa có những cái vân gỗ khá là đẹp, cần số vô số rất là nhiều, mượt mà nhẹ nhàng. Cabin xuyên không đông đụng nha anh em. Đó, nói chung là mọi thứ đều rất là ổn, thùng tiêu chuẩn nha. Sàn sắt rất trong to đen kẽm, khung xương của nó là sắt, trụ sắt có cái bẩn ngoài bằng lớp nắp thôi. Đó, như mình thấy cái mẫu xe tải Hyundai là 99 máy cơ không quá tải thì đây là một sự lựa chọn khá là tuyệt vời luôn đó. Xe tải cũ đang được 96 tháng rưỡi đời 2017, thùng dài 5 mét nha anh em, rất là tuyệt vời. Động cơ Hyundai D4BH máy cơ 4 kỳ 4 xi lanh hàng có turbo tăng áp, máy 3.9 lít công suất đạt 96 kW trình độ 2009, máy dầu 4 kỳ 4 xi lanh hàng có turbo tăng áp